ngày 25 tháng 4, Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng. Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng. Bài kết thúc phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Gương Thánh Marco, nhân chứng phục sinh. Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng. Thánh Marco thuộc dòng tộc Aaron, sinh tại Galilee, là một trong 72 môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài là đệ tử trung kiên của Thánh Phêrô. Chính nhờ sự giúp đỡ và lời yêu cầu của vị thủ lãnh các tông đồ mà Ngài đã viết cuốn Tin Mừng thứ hai. Ngài viết vắn gọn nhưng rất chân thành. Ngài không giấu giếm sự chậm hiểu, kém tin của các tông đồ. Các ông không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều, lòng trí các ông còn ngu muội. Ngài cũng chẳng che đậy tham vọng của các ông. Khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Mẹ Ngài là bà Maria, một bà quá giàu có ở Jerusalem. Nhà bà là nơi hội họp của các tín hữu và Thánh Phêrô. Ngài theo Barnabê và tông đồ Phaolô trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Nhưng khi đến Bergê thì Ngài trở về Jerusalem vì lý do sức khỏe. Sau đó, Ngài theo Thánh Phêrô giảng đạo ở Roma. Ngài đã chứng kiến khoảng 3.000 người theo đạo nhờ bài giảng của Thánh Phêrô. Ngài thấy tận mắt Thánh Phêrô chữa lành người què từ khi lọt lòng mẹ tại cửa đền thờ. Ngài cũng bị các tư tế viên lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc bắt giam. Thánh Phêrô đã trao cho Ngài sứ mạng phúc âm hóa Alexandria. Ngài đã thành lập giáo đoàn này và hướng dẫn mọi người sống hoàn thiện đạo. Tất cả đều hiệp nhất trong một niềm tin cậy mến, chuyên cần phụng sự Chúa và phục vụ nhau. Những người ngoại giáo quá khích chống đối bách hại Ngài. Họ bắt Ngài, cột cổ kéo lôi trên sỏi đá, máu chảy đầm đìa, rồi đem bỏ vào ngục. Sáng hôm sau, họ lại dắt Ngài ra và hành hạ y như hôm trước. Quá đau đớn, Ngài kiệt sức dần và tắt thở. Lạy Chúa, xin cho các gia đình noi gương Thánh Marco mà làm chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa đời thường. Amen. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã biết thân phận người chúng con là phải chết ngàn đời rồi tan biến trong hư vô. Chúa biết thân phận người mong manh như bụi tro, héo tàn như hoa cỏ. Chúa biết thân phận người tội lỗi, hư thân, về bóng sầu bất tận. Vâng, Chúa biết thân phận người, Chúa xót đau với thân phận người, và vì yêu thương
Chúa cứu thân phận người khỏi chết muôn đời bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa, để con người được sống lại và được sống đời đời trong Đức Chúa. Xin xót thương, xin khoan dung, xin thứ tha, xin dẫn chúng con vào cuộc sống mới, cuộc sống phục sinh. Xin giữ chúng con luôn tin yêu và sống lời Chúa Kitô. Amen. Chúa cứu con khỏi chết muôn đời.
khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con luôn luôn tin yêu vào lời Chúa Kitô. Chúa xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới.